Như chúng ta đã biết dự án Laika với hệ sinh thái đa dạng, ưu việt và đầy tiềm năng, cùng với đội folder khủng rất đáng để chúng ta cân nhắc và đầu tư. Và mới đây một tin rất vui đã đến với cộng đồng Laika của chúng ta. Bên cạnh việc mua đồng coin Laika qua Telegram tương đối khó tiếp cận với nhiều người, thì chúng ta có thể mua đồng coi Laika trong giai đoạn pre trên website bằng cách kết nối ví điện tử. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mua Laika bằng ví điện tử nhé. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào trang laika.org. chọn mục Get Leica. Leica sẽ được các bạn đến trang Connect với ví điện tử. Các bạn chọn vào Connect qua lịch. Chọn vào qua lịch Connect. Lựa chọn ví cần kết nối, ở đây mình sẽ dùng ví MetaMask. Đăng nhập. Và nhấp vào kết nối để xác nhận kết nối với Leica. Như vậy là ví đã được kết nối và có báo là tài khoản ví mình có thể mua nhiều nhất là 44 USDT anh chị nhập mã người giới thiệu GEKNZXMX. Mình để bên dưới, anh chị nhớ nhập mã người giới thiệu để có thể nhận được phần thưởng bổ sung từ Laika nhé. Nếu không nhập thì sẽ không có khoảng phần thưởng bổ sung. Anh chị nhập số USDT cần mua Laika. Ở đây mình sẽ mua 28 USDT. Chọn vào buy. Anh chị sẽ được dẫn quay lại ví để xác nhận giao dịch. Anh chị nhập mật khẩu và xác nhận giao dịch nhé. Anh chị quay lại ví và nó đã báo thành công. Với 28 USDT mình đã mua được 466.600 Laika với giá 0.00006 USDT trên 1 Laika. Anh chị qua mục Loyalty để lấy mã giới thiệu nhé. Anh chị có thể giới thiệu người tham gia cùng xây dựng đội nhóm để nhận phần thưởng ở ba cấp độ và nhiều nhất là 8% cho mỗi lần mua nhé. Video chỉ là quan điểm cá nhân, các anh chị cân nhắc và tự ra quyết định đầu tư nhé. Chúc các anh chị thành công.